Em xin chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn cuối tuần vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là công viên 23 tháng 9. Và khu này là khu B, khu A là ở bên khách sạn New World, trường Tellerman. Và ngay đây là giao lộ Lê Lai và Đỗ Quang Đẩu giao với Bùi Chu, Tôn Thất Tùng ngày nay. Bên đây là nhà thờ Quận Sĩ nè. Thì hành trình hôm nay em mời cô chú anh chị bạn chúng ta cùng dạo quanh Sài Gòn, nhân cái chuyến cuối tuần dẫn bạn đồng nhỏ và nị đi dạo xe buýt điện, dạo bằng xe buýt điện. Ồ, giờ này bạn đồng nhỏ lớn. Nhớ tim nữa hả? Rồi đi thôi. Mỗi lần bạn đồng lên clip là bạn đồng bệnh. Quải bạn đồng quá. Gần trạm xe buýt nè. Mình đi qua bên kia là cái bến xe buýt luôn. Ngày xưa thì con đường Đỗ Quang Đẩu không có nối liền qua đây, và ngày nay thì nối liền qua con đường Bùi Chu, Tôn Thất Tùng luôn. Cái đoạn này là mới mở nè, nối liền thẳng qua phố Tây, Bùi Viện luôn. Mình đi qua đường sẽ qua bên kia là lên xe buýt nha. Rồi chờ bán quán xe chúng ta qua đường. Qua bên đây là trạm xe buýt. Dạo quanh Sài Gòn bằng xe buýt là một cái hình thức đi vòng vòng rẻ tiền mà tiện lợi nữa. Chúng ta sẽ đi bằng xe buýt điện này ha. Trạm xe buýt ngày nay thì rất là nhiều xe. Ngày xưa cái trạm này nằm ở ngoài ngày xưa bến xe nằm ở ngoài Quách Thị Trang, Hàm Nghi đó. Không phải Hàm Nghi mà cái chỗ dựng quay lại chỗ cây xăng đó, chỗ nhà hàng Dân Cảnh đó. Bây giờ chúng ta đợi chút xíu nữa nha. Giờ xe về xe này mới đi. Đâu Đồng, vui không Đồng? Vui à? Bạn Đồng được đi chơi là vui à. Một cái vé từ công viên 3 tháng 9 này đến sở thú chỉ có 12.000 thôi. 12.000 một người, con nít và người lớn tuổi thì chắc là không tính tiền. Ngày xưa là vậy nhưng mà chắc bây giờ chắc cũng như vậy quá. Rồi chúng ta chờ chút xíu nha. Rồi bây giờ chúng ta xuất phát từ cái công viên 23 tháng 9 này. Bạn đồng nhỏ đang rất là vui, thích thú khi đi xe điện này. Và có lẽ tất cả chúng ta đều thấy thú vị khi mà ngồi xe điện chạy vòng vòng thành phố. Mình chạy ra hướng đường Phạm Ngũ Lão. Nắng chói, hơi từng nè. Chạy một vòng trong cái bến xe này rồi mình mới ra đường. Nó giống như đường băng trong sân bay vậy đó. Chạy ra đúng tuyến mới được. Chúng ta đi ra đây Phạm Ngũ Lão nè. Và hôm nay Sài Gòn mưa rất là nhiều, sáng mưa tới
tới trưa luôn đó. Và bây giờ mới vừa hết mưa xong. À, đây là vườn Phạm Ngũ Lão, con đường cặp bên hông công viên tham quan chính, khu vực phố Tây. Đường Đỗ Văn Đỗ này chúng ta sẽ đi vô phố Tây nè đó. Mình đi tới đâu nào? Đại thú hả? Sở thú tiếng Anh nói sao? À đại thú. Mà đó không biết bây giờ lớn rồi, bây giờ mà không biết à. Đường hầm. Cũng rất là lâu rồi chúng ta mới quay lại cái trạm xe buýt này. Cũng gần năm hả? Gần năm rồi. Lúc đó nó mới đi học. Bây giờ hơn 1 tuổi rồi. Hôm đó lớp mầm, bây giờ lớp chòi. Ở Sài Gòn thì, ở Việt Nam thì lớp mầm, lớp chòi, lớp lá mới tới lớp 1. Ở đây đường Đại Thám nè. Lát quay sau lát nó trong mặt quá, xây xe quá. Ngồi xe không cửa không có được mặt xe. Thôi quen rồi chú ơi. Giờ không lái xe rồi, đâu có xây xe nữa. Đó, công viên 23 tháng 9 thì cái khu vực này những cái công trình ở trên mặt công viên thì sắp sửa không còn nữa nè, họ đã dọn hết rồi, còn lại cái rạp sân khấu bông sen, thôi sen hồng, còn cái chợ thì vẫn còn, chợ dưới lòng đất vẫn còn nhưng mà vắng lắm. Có lẽ cái hành trình này nó hơi hơi bị dài, tại vì đi từ đây đến sở thú trải qua rất là nhiều con đường, chạy vòng phải tầm 20 phút tới nửa tiếng. Tại vì xe này vừa đi vừa ngắm cảnh luôn á, nên thành ra nó sẽ lâu. Chạy tới đây là đường Phạm Ngũ Lão, tiếp tục chạy thẳng lên kia rồi mình ra đường Hàm Nghi. Sao vậy? Đâu có gì đâu. Hỏi nó làm sao vậy? Đâu có gì đâu. Ngắm đường, ngắm xá không? Bữa giờ đi học không được, không được đi chơi, hôm nay bạn đầu nhỏ được đi chơi. Anh nghe nó dán cái này lên cho nó đi. À, ở đây thì ta kéo cái mạng lên đó. Đó, khu vực A công viên 23 tháng 9 đây này hơi tưng. Đây là ngay rạp Diên Hồng ngày xưa nè. Ngay khu vực này có cái chùa, chùa Đình Thái Hưng. Cái đình Thái Hưng. À, mình ra đây là đường Ký Con rồi Ca Mét. À, ở đây đầu đường Ca Mét nè. Cái trạm xe buýt ngày xưa ở đây nè. Do bây giờ ở đây đang làm công trình nên thành ra cái trạm xe buýt dời về công viên 23 tháng 9 nha. Và cái bến đổ ngày xưa thì cũng dời ra đường Hàm Nghi luôn.
trời mưa nhưng mà chúng ta cảm thấy rất là mát. Thôi thì nhờ trời mưa nên cảm thấy mát, nên nếu mà không mưa thì nóng thật là nóng. Sài Gòn là nóng khó chịu lắm. Đó, trạm dừng chân nè. Chỗ này dừng chừng 1-2 phút, không được dừng lâu. À, con đường của những ngân hàng. Trái là chợ cũ. Nó phụ cái sắc lưng trung. Lưng trung Thủ Đức. À, chúng ta sẽ quẹo qua đường Master. Đi đường mới là không có đi đường Cường Để nữa. Không có đường Tôn Đức Thắng nữa. À, giờ đến cái đường nào cũng cũng biết hai tên đường luôn á. À, đường này là đường Master. Đi đâu có đổi. Đâu có đổi đâu. Đường này không có đổi. Đường chân bên ngoài không đổi. Bác sĩ Master. Nguyên dịch xin đúng không? Bác này là siêu thị gì đây ta? Tới đây là chùa Trà nè. Đầu đường Tôn Thất Thiệt. Thị gì? Thị gì mình phải đi, mình đi ra cửa. Bên trái tay trái chúng ta đó là siêu thị Sài Gòn Center Takashimaya. Takashimaya. Và bên kia là đường Lê Lợi. Rồi chưa? Wow. Gió quá. Đó, chúng ta sẽ vòng qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Siêu thị này cũng rất là cao. Dạ. Nên đây có Sài Gòn Que là trung tâm mua sắm quần áo. Trường đồ gì? Đồ ép hả? Sài Gòn Que kêu quần áo gì quên rồi ta. Nói chung là đồ, nói chung là rẻ lắm. Trong đó bán sỉ, bán lẻ, giống như chợ An Đông rồi vậy đó. Người bán quần áo rồi thôi. Ở Hai Bà Trưng gần công viên 23/8 của công viên gì? Lê Văn Tám. Cũng có một cái điểm nữa. Chứ kinh lộn xộn xù ngầu hết trơn. Này tình. Tới đây đó nè. Ta sẽ quẹo qua phải nhưng mà cho mình đi một vòng để mình ngắm phố phường đó. Phố phường.
xe thì chạy tốc độ rất là chậm, khoảng chừng 10-20 km/h thôi. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến cái chợ Cầu Móng đó, là đây đường Hàm Nghi lúc nãy tôi vừa đi qua. Chợ Cầu Móng hồi xưa ngay Cầu Móng. Đường này lúc nãy mình vừa đi qua này. Ta cho mình chạy một vòng để mình ngắm Sài Gòn đó. Thẳng đường này mình ra cường để Tôn Đức Thắng. Chợ cũ chúng ta đây. Ai à, đường tưng quá. Cái bên nhà hàng Động Phát rồi bánh Như Lan rồi Hải Triều, tòa nhà 6-8 tầng đó. Rồi, chúng ta sẽ chạy qua đây là đường Hồ Tùng Mậu để đi ra Tôn Đức Thắng. Nơi đây có rất là nhiều ngân hàng, khu vực ngân hàng quốc gia, ngân hàng nhà nước. Mấy lớp luôn á. Bây giờ chúng ta đi dưới gầm cầu Khánh Hội, cầu Khánh Hội đi qua quận 4. Tối quá. Tối hả? Quá lên. Tàu ăn hả? À, bến Bạch Đằng nè, đây là bến Bạch Đằng ngày xưa với những cái nói ba đi mai mốt ăn ở đây nha. Với những con đò với những con đò ngày xưa đi qua quận 2, qua Thủ Thiêm. Ngày nay thì không còn những con đò đó nữa. Đúng rồi. Ngày nay với những cái chuyến phà đi dạo quanh cái khu vực bến Bạch Đằng này, từ bến Bạch Đằng đi qua quận 2 rồi Thủ Đức rồi đi Vũng Tàu. Còn để thông thương qua quận 2 thì chúng ta có hầm Thủ Thiêm rồi. Những con đò kia đã đi vào dĩ vãng. Khu vực này ngày xưa cô chú anh chị chia sẻ thì ngày xưa khu vực này không có nhiều ngân hàng gì đâu, không có nhiều khách sạn không. Ngày nay thì ngay khu vực tượng đài Trận Đạo có rất nhiều khách sạn 5 sao, nhà hàng. Ngày xưa đây chỉ là những quán cóc thôi, những thủy thủ ở trên tàu lên đây nhậu ăn đêm mà đi dạo vòng vòng thôi, quán lề đường thôi. Nhưng ngày nay thì khu này là đất vàng đó, theo lời chia sẻ của các cô chú anh chị. Đây là công trường Mê Linh này và khách sạn The Night Sen. Sử dụng tái chế những cái vật liệu rác. Đây cũng nhiều người chụp hình cưới nữa. Và con đường Nguyễn Thiệp
đúng rồi, đường Nguyễn Thiệp. Con đường có rất nhiều quà lưu niệm. Đó, quà lưu niệm nè. Chắc chị cũng qua đây rồi. Anh chị nào mà đến Sài Gòn thì hãy đến đường Nguyễn Thiệp để sưu tầm những cái đồ lưu niệm. Và chúng ta đến đây là khách sạn Sheraton. Sheraton này. Ở đây không? Bây giờ giá 230-250 đô một đêm. Khách sạn 5 sao. 5 sao với tiêu chuẩn Mỹ. Nhưng mà so với các nước khác thì cái Sheraton này nó cũng còn nhỏ hơn. Kế bên còn có một cái thánh đường của đạo Hồi. Còn mình ra đây là đường Hai Bà Trưng. Cái video này dẫn anh chị và các bạn chúng ta đi khắp quận 1 luôn nha, những cái điểm, những con đường trọng điểm. Tòa nhà Trần Phú gì đó thành lập năm 1947 chúng ta vừa đi qua. Ngay đây là đường Nguyễn Siêu và khách sạn 32H bên kia. Bữa Nguyễn Siêu anh chị đi Nguyễn Hy Thi Sách lộn Nguyễn Siêu và đi thẳng đến là khu Đồn Đất Thái Văn Lung. Đó, ra kia là đường Thái Văn Lung, khu Đồn Đất. Con đường Đồn Đất. Đồn Đất là một cái, có lẽ ngày xưa là một cái đồn. Khu Thái Văn Lung này thì khu Thái Văn Lung. Thái Văn Lung này thì không có ồn ào, con đường rất là im lặng. Với đằng sau những cái con hẻm này thì có rất là nhiều tụ điểm ăn chơi, khách sạn. Đa số là quán ăn spa của người Nhật, hàng quán Nhật. Và đây là giao lộ Lê Thánh Tôn và Thái Văn Lung. Đi bộ theo hướng này thì mình sẽ đi ra đường Cường Để Tôn Đức Thắng. Phía trước đó là bệnh viện RAN, bệnh viện Đồn Đất ngày xưa đó. Bây giờ là bệnh viện Nhi Đồng 2 đó. Với kiến trúc vẫn như ngày xưa ha, có tuổi đời cả 100 năm. Ở phía trước thì rất là nhiều người phát cơm từ thiện. Đó. Quá trời luôn. Và phía sau này có một cái con đường rất là mát. Và có một cái nhà thờ ở con đường đó, chính là con đường Chu Mạnh Trinh. Một cái nhà thờ cũng là cổ. Và ngày nay nhà thờ đó được xây lại, sửa lại. Mình nhìn thấy những cái hình ảnh của những cái mái ngói. Nhà thờ ngay góc đường Nguyễn Trung Ngạn. Khu Đồn Đất. Thì cái đồn này trên cái đồi đất. Ở đây rất là nhiều đồi đất.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái ra cái đường đại lộ Lê Duẩn, đại lộ Thống Nhất ngày xưa. Cặp bên hông con đường cặp bên hông bệnh viện này cũng là con đường Nguyễn Du. Nguyễn Du. Con đường có lá me bay. Quận 3 thì quận 3 là quận tập hợp những cái tên đường của các nhà thơ, những các thi sĩ nổi tiếng. Quận 1 nhưng mà thấy nó là quận 3 đó. Thấy nó quận 3 là tập hợp những tên đường đó đó. Như bà huyện Thanh Quang rồi Yên Đỗ rồi. Ở ngày nay Yên Đỗ là Lý Chính Thắng đó. Cái gì Diệu quá nè, Nguyễn Thị Diệu. Ủa Xuân Diệu chứ. Bạn này lại la nữa. Lộn quá. À đây là khách sạn. Ô. Singapore Airlines. Ủa cái văn phòng này để làm cái gì ta? Nhiều toàn nhà văn phòng đại diện cho cái hãng máy bay Singapore. Phía trước là lãnh sự quán của Pháp, của Mỹ. Đại lộ Thống Nhất ngày xưa đi thẳng đến Dinh Norodom. Và chúng ta đi hướng ngược lại đến sở thú và kết thúc hành trình ngày hôm nay đi dạo một vòng Sài Gòn với những cái tuyến đường mang đầy ký ức của quý chú anh chị và các bạn. Và nhân đây cũng gửi đến lời chúc sức khỏe đến tất cả bà con lúc nào cũng luôn vui vẻ nha, để hàng ngày xem những video dạo quanh Sài Gòn cùng với Tâm TV. Đây một cái hình ảnh của ngôi nhà ngày xưa. Ngày xưa thì bây giờ cắt ngang bởi con đường Đinh Tiên Hoàng, với cái kiến trúc như nhau luôn nè, bị đụng đoạn ở giữa. Và bên đây là đường Cường Để nè, Tôn Đức Thắng ngày nay. Hiện nay thì đường Tôn Đức Thắng đang làm cái tuyến metro nên thành ra những cái cây lớn ở đây không còn, và cái hãng đóng tàu Ba Son cũng thành cái khu biệt thự Central đó, đường Tôn Đức Thắng ngày nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những video tiếp theo nha. Bạn nào nhỏ bye bye đi. Tới nơi rồi. Đó, chú bạn của ta đó là Thảo Cầm Viên Sài Gòn.